Tạp chí Tri thức và đời sống xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử và kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 gạch chéo 2008 gạch chéo NQ gạch ngang QH12 ngày 29 tháng 5 2008 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Mùng 1 tháng 8 2008, mùng 1 tháng 8 2018 và kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2018. Ban tuyên giáo Hội Người mù thành phố Hà Nội gửi tới quý vị, các bạn nội dung của chương trình Đĩa Tri thức và đời sống số 8 tháng 8 2018. Trang tin hoạt động hội, tin hoạt động Hội Người mù thành phố Hà Nội. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên ngành công tác xã hội tại Hội Người mù Hà Nội. Trao học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên và con hội viên khiếm thị. Tin hoạt động các đơn vị Phúc Thọ, Phú Duyên, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Gia Lâm, cụm thi đua số 4 và Đông Anh. Văn nghệ bài Non nước hữu tình, đơn ca nữ, song Nga. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài Bác Hồ những ngày đầu ở Hà Nội trong cách mạng tháng 8 theo 117 chuyện kể Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2007. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 1888, 20 tháng 8 2018, tài liệu Ban tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy An Giang. Văn nghệ bài Hà Nội ơi một trái tim hồng, đơn ca nam Hoàng Mạnh Cường. Danh ngôn về cuộc sống tình yêu. Bài viết Hà Nội thân quen, chuyên mục Nhịp sống Hà Nội, báo Hà Nội mới. Văn nghệ bài Ca khúc Người mẹ làng Sen, trình bày đơn ca nữ Hồng Diên. Chuyên mục phổ biến kiến thức với bài 4 cách giải nhiệt phản tác dụng nhiều người lầm tưởng, nguồn gia đình, Infonet. Bài dự thi Onkyo 16, tầm quan trọng và ý nghĩa của chữ Braille trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Nguyễn Thị Huyền Trang, Hội Người mù huyện Thanh Trì. Chuyên mục dòng cảm xúc với bài Cảm xúc một chuyến đi, tác giả Nguyễn Văn Hùng, Hội Người mù huyện Phú Xuyên. Văn nghệ bài Bức họa đồng quê, Khánh Huyền, Kiều Oanh, Hương Sen trình bày. Chuyên mục chân dung cán bộ hội viên với bài Khẳng định giá trị bản thân, tác giả Nguyễn Tiến Thành, Hội Người mù quận Thanh Xuân. Trang thơ của cán bộ hội viên với các bài thơ của các tác giả Trương Chí Cường và Lê Thu, Hội Người mù quận Hai Bà Trưng. Tác giả Đàm Quyết Tiến, Hội Người mù huyện Phúc Thọ. Đây là các tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác chào mừng đại hội lần thứ 10 Hội Người mù thành phố Hà Nội. Mừng đại hội Hội Người mù thành phố Hà Nội 10 năm đêm lửa trại. Văn nghệ bài Mẹ thương, Đình Trung trình bày. Chuyên mục Người mù đó đây với bài Công nghệ hỗ trợ người khiếm thị trên cửa kính ô tô từ pho. Tiểu thuyết Đừng bao giờ xa em, tác giả Margaret Pemberton, chương 2, lời cảm ơn của ban biên tập.